Cơ duyên hai vợ chồng gặp nhau. Có quyết định tìm hiểu sau lần gặp đầu tiên hay không? Ai là người xe duyên cho hai người? Là Mai, tức là cơ duyên hai vợ chồng gặp nhau là Mai. Là Mai ở đâu em? Ai là Mai? Dạ là có hai cái chú quen với cha rồi ra gia đình chơi. Rồi chú thấy em vậy rồi chú chỉ ảnh ra. Rồi sau đó là quyết định là có tìm hiểu. Dạ. Lúc gặp ổng em thấy sao mà quyết định tìm hiểu? Dạ, ổng ra thì em thấy ổng hiền. Nhưng mà quê lắm. Nhưng mà thấy hiền rồi giỏi giang rồi. Ổng ra ổng nói sao biết ổng giỏi giang? Vì ảnh hay ra nhà làm tiếp ba mẹ em á. À, tức là sau đó là hay dạ. ra phụ. Dạ. Rồi ra là thấy thương liền không? Dạ, lúc đó vợ em cũng làm giá lắm anh. Dạ, bà làm dạ, sao? Bà đâu có thương em đâu. À. Đó, bà ghét em lắm. Mà rốt cuộc lại cũng không biết cơ duyên gì bà nhìn chỗ nào mà bà thương em đó chứ. Không biết bà nhìn chỗ nào bà thương đó. Bà nhìn chỗ nào làm sao tôi biết được? Làm sao biết được? Nhưng mà mình cũng kiên trì đúng không? Dạ, đúng rồi. Cái gì cũng vậy, cần phải có thời gian, cần phải có sự nhẫn nại, kiên trì thì mình mới đạt được cái mục đích của mình đúng không? Vui ngày mới, gia đình bên nhau, yêu thương chứ chan.